Người xưa có câu hồng nhan là bạc phận, nhưng mà ngày nay chúng tôi biết một câu hồng nhan là bạc rượu bạc tỷ. Chưa bao giờ Ngọc Trai thấy cái nhan sắc được đánh giá cao như ngày hôm nay vậy đó, giúp đến chúng ta trong nhiều vấn đề lắm. Thí dụ như là đi gặp đối tác là đúng không, nhìn thấy mặt đẹp phải không, ăn mặc sáng sủa, ok ký hợp đồng. Và nhất á là cái việc chúng ta sẽ đi mua hàng ở những cửa hàng phải không, gặp rất là nhiều dạng mà nhân viên khác nhau. Thí dụ như mà nhân viên hay là chủ cửa hàng thấy mình đẹp đẽ là đúng không, ăn mặc tươm tất, nghĩ ô cha chắc sang trọng lắm đây, giảm giá liền cho lần sau tới, hoặc thậm chí thấy đẹp quá tặng luôn đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề là nhan sắc cũng như là vẻ bề ngoài có thực sự quan trọng hay không. Và vị khách mời mà Ngọc Trai sẽ mời đến ngôi nhà nhỏ xinh của Ngọc Trai, khi mà anh bước vào đây nhan sắc trai sẽ bị lu mờ. Vị khách mời đó chính là Harry Lu. Hello trai, mời Lu xuống đây, xuống đi Lu, chào đi. Xin chào tất cả khán giả của Chỉ Có Thể Là Giang Cộng. Trước khi mà mình bàn luận về vấn đề vẻ bề ngoài á thì phỏng vấn xíu ha. Ok. Dạo này có đi đóng phim không? Không. Không hả? Vậy dạo này làm gì? Bán kem. Không nói phim nữa, đi bán kem. Quyết định vậy luôn. Ê, vậy thí dụ nếu mà sau này có một cái dự án phim thiệt là lớn luôn đúng không, mời Lu đóng thì sao? Vừa đi phim vừa bán kem. Vậy là đem kem lên Đà làm phim bán luôn. Dễ. Trời ơi, có tinh thần doanh nhân dễ sợ luôn. Rồi, không làm mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng bàn luận về video clip đầu tiên. Xin mời các bạn. Và cuộc thi Miss Chỉ Có Thể Là Giang Cộng đã đến phần hồi hộp và hấp dẫn nhất. Xin giới thiệu top 5 người đẹp của chúng ta. Thí sinh đầu tiên. Thí sinh thứ hai. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku. Thí sinh thứ ba. Thí sinh thứ tư. Thí sinh thứ năm. Em đi trên có non mọc ôm đôi bờ đường. Thực sự là nhìn cả nam thí sinh bước ra sân khấu, Trai không biết chọn được ai cả. Cô nào cũng đẹp. Trai thấy cái cô đẹp nhất là cái cô mặc áo tứ thân á. Cô đẹp dễ sợ luôn, hàm răng rất là đẹp. Bây giờ vấn đề muôn thuở luôn. Nhan sắc, ngoại hình liệu có đóng góp một vai trò quan trọng trong cái đời sống ngày nay hay không? Harry thì nghĩ tất nhiên là nó có một cái trình độ về quan trọng. Cái trình độ về quan trọng là sao vậy? Không hiểu. Là quan trọng ở một cái mức level thôi. Ngoại hình đẹp là giống như với Harry là một cái chìa khóa để người ta mở cái cửa trong lòng đây. Khi Harry đi tuyển nhân viên ở cái quán kem của Harry thì Harry luôn luôn hy vọng nhân viên đó dễ ưa, thiện cảm. À, ngoại hình phải ok trước. Đúng rồi. Mình mới tiếp theo hỏi cái khả năng của những người đó. Khả năng giao tiếp, ngôn ngữ. Vậy thì ngoài cái vấn đề đó ra thì là Harry còn gặp cái trường hợp nào nữa không? Ví dụ là trong công việc đi. Hỏi một câu này nó hơi nhạy cảm thôi. Có phải là bởi vì Harry đẹp trai cho nên là mới được chọn đóng phim hay không? Hân suy, nhưng mà Harry nghĩ cũng 70-80%. 70-80% vậy là gần hết rồi ông ơi. Hiện tại á là có rất là nhiều xu hướng làm đẹp đúng không? Đúng rồi. Mà về cái vấn đề mà là về nhan sắc này nè, cái ở đây nè, đó không? V-line. Đó có nhiều thứ lắm. Thì khi mà là người ta cứ chạy theo cái xu hướng làm đẹp đó, liệu rằng bản thân người ta là có bị mất cái chất riêng của người ta không? Là có bị mất cái duyên vốn có đó. Cái duyên vốn có tự nhiên sửa cái mất luôn thì Harry nghĩ sao? Harry không có ý kiến về cái này, tại vì nếu bạn đó muốn đi sửa lại cho bản thân mình nó tự tin hơn
về cuộc sống của nó thì Harry không có ý kiến gì hết. Ủa sao anh chàng này sao dễ chịu với người ta? Vậy thí dụ đi, nếu mà là Harry có bạn gái, đúng không? Là Harry nhìn thấy bạn gái mình vậy là rất là đẹp rồi. Nhưng mà là đột nhiên cô nàng muốn nói: anh ơi, bây giờ tự nhiên ví dụ như là mũi em không được cao lắm, bây giờ em muốn đi nâng mũi xíu thì sao? Thì tất nhiên là Harry sẽ khuyến cho người đó là: anh đã yêu em vì cái sự tự nhiên của em rồi, em không cần đi sửa nữa. Theo trai nghĩ, cái chất của mỗi người, cái nét đẹp riêng của mỗi người á thì nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà là quan trọng hơn hết tất cả là cái ý muốn của người đó là muốn hướng mình theo một cái hình tượng nào, đúng không? Sau khi Ngọc Trai và Harry Lu bàn luận về vấn đề nhan sắc có thực sự quan trọng hiện nay hay không, chúng ta sẽ cùng đến một cái phần khác, đó chính là nhìn nhận khách quan nhất của chúng ta khi thấy một người ăn mặc nhiều phong cách khác nhau nha. Thấy sao? Ham chơi. Nhìn thấy là thấy ham chơi hả? Lúc kiểu như là hay đi party á. À vậy hả? Mặc đẹp vô, đi ra một cái khu trung tâm mua sắm nào đó, check in. Đó, check in, lan vòng rồi đi về. Sống ảo, về. Rồi bây giờ thêm cái phần sống ảo nữa đó hả? Đúng rồi. Chà, vậy là khi mà ra ngoài đường là phải ăn mặc sao cho vừa mắt Harry đây. Sống ảo đâu phải chuyện xấu đâu. Sống ảo đâu phải chuyện xấu đâu à. Rồi, tôi ghi nhận cái điều này của Harry. Okay. Tiếp theo. Hình như cái này là mốt của năm 3000 mấy đúng không ta? Ừ. 3000 mấy chứ năm 2015 chắc người ta không dám ăn mặc vậy đâu. Dù là mẹ Harry đi chợ cũng không có vậy đâu. So sánh với lại thời trang quý bà luôn à. Được. 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 Được đúng không? Nói chung á thì đàn ông là hiểu ha. Được. À, được được vậy được nha, vậy nha. À, nói chung là vậy đi ha. Được, được. Good good good. À. Cái này là một cái gọi là cái gì ta, một cái bộ áo mà là truyền thống của dân tộc. Biết áo này là gọi là áo gì không? Lần đầu tiên thấy. Ở trời đất ơi, thiệt luôn á. Vậy hả? Thề. Thề kỳ cục á. Thề cũng phải điệu. Thề cũng phải điệu, nó kỳ cục vậy. Cái này là áo tứ thân. Ồ. Ừ. Là ở miền nào? Miền Bắc. Miền Bắc. Ừ. Con gái Việt Nam mình mặc vô là đẹp tuyệt vời, thấy không? Harry thấy sao? Harry thích những cái gì liên quan về văn hóa. Và cái quốc phục này chính là nói về văn hóa Việt Nam. Ừ. Thì Harry thấy Harry rất là tò mò. Thì Harry sau này Harry về nhà Harry sẽ nghiên cứu thêm nhiều về cái bộ phục này. Thiệt luôn á, áo dài Việt Nam mặc vô thấy trời, có gì ra đó. Có gì ra đó là sao? Là đấy, hiểu sao ra sao. Không biết nữa, giống như là đàn ông mặc áo vest vậy đó. Ừ. Thì mình đa mặc... dáng lịch lãm đúng không? Đúng rồi, lịch lãm. Còn ví dụ như là phụ nữ mà là mặc áo dài vào á thì là những cái đường nét của cơ thể đúng không? Những cái đường nét của cơ thể là đúng sẽ rồi. Hiện rõ đúng không? Đúng rồi. Có gì ra đó. Ok. Thấy cô này sao? Thấy ăn mặc kiểu này nó nguy hiểm sao? Không có bình thường. Các bạn cũng đã được nghe Harry Lu cũng như là Ngọc Trai. Nếu mình nói đúc kết thì nó ghê quá không? Ừ. Là mình nói những cái nhận xét riêng của bản thân mình thôi. Chính xác. Về cái vẻ bề ngoài cũng như là cái phong cách ăn mặc nó sẽ quyết định như thế nào về cái cuộc sống cũng như là những cái thuận lợi của sự việc nó đến với mình như thế nào, đúng không? Cảm ơn Harry Lu rất là nhiều. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhưng mà khoan, còn phần nữa, phần này quan trọng lắm. Gì vậy? Thử thách khách mời. Và với phần thử thách khách mời đối với Harry Lu cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đó chính là chúng ta phải ăn chanh mà sắc mặt vẫn phải tươi tắn, không được nhăn. Người nào nhăn mặt dù chỉ một chút xíu thôi sẽ bị xử là thua cuộc. Một, hai, cười trước đi, cười trước đi. Ba. Nhiều quá, nó không có người đó nữa đâu. Ngủ quá. Ngủ quá. Ngủ quá. Ngủ quá. Ngủ quá. Bỏ luôn đi.
Đi làm cái bằng khó hơn. Ngài. Hình phạt dành cho Harry Lu, đó chính là Harry phải nói câu này với vận tốc càng lúc càng tăng lên và không được líu lưỡi. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nồi đồng nấu ốc, nồi nước nấu ớt. Cái gì? Nồi đồng nấu ốc chứ nấu ớt gì đây? Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ớt. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ớt. Ốc, ớt, ớt. Ớt là trái ớt, ếch là con ớt, ớt, ớt vậy nè. Đúng không? Là con ớt đó. Ừ. Ớt. Nồi đồng nấu ốc, nồi... nồi đất nấu ớt. Đó, đúng rồi. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ớt. Nấu, nấu. Xong thử thách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Chỉ Có Thể Là Gia Anh Cộng, cũng như là cái khả năng thể hiện ngôn ngữ tiếng Việt rất là tuyệt vời của Harry Lu. Harry Lu tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho Harry Lu.